tại đây hàng chục nghìn người dân đã chen chúc để được nhìn trực tiếp Nguyễn Hải Dương và đồng phạm. Đúng 7 giờ 45 phút, phiên tòa chính thức khai mạc. Chủ tọa phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Trí, thẩm phán cao cấp, chánh án tòa án nhân dân tỉnh, chính thức tuyên bố phiên tòa xét xử sơ thẩm. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố, đọc bản cáo trạng dài 22 trang, công bố tội trạng của Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại. Tại phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa tập trung yêu cầu Dương trả lời các câu hỏi về hành vi, nguyên nhân, động cơ gây án. Theo ghi nhận, có khoảng hơn 10.000 người dân trong tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận như Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến theo dõi phiên xét xử. Gần 400 lực lượng an ninh bảo vệ khu vực xét xử nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước và trong sau khi xét xử. Mong muốn là tòa là công minh chính đại, coi như trừng trị coi như những kẻ có tội cho đúng người đúng tội. Bị cáo Nguyễn Hải Dương được chỉ định luật sư Hoàng Kim Vinh, còn bị cáo Vũ Văn Tiến cũng được chỉ định một luật sư khác thuộc đoàn luật sư tỉnh Bình Phước để bào chữa. Riêng bị cáo Trần Đình Thoại được gia đình thuê luật sư Phạm Quốc Hưng bào chữa. Thông tin về phiên xét xử sẽ được truyền hình Thông Tấn cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo.